Đây, lại mình đây anh em ơi. Cái gì đây? Shirowa. Shirowa 757N. Đây. Nó đẹp. Nói mình nói đẹp 100% thì mình nói quá lố, chứ thật sự con máy đẹp 80%. Đây, anh em nào thích thì alo cho mình nha. Giá cả thì mình không nói trên Tobi, anh em bình luận không 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 đủ kiểu không đúng. Mình nói bằng sự thật luôn, cái chuông này là chuông hợp kim. Bao anh em chạy 100 sợi dây xích luôn. Đó, anh em nào thích hợp con máy này thì alo cho mình nha. Bộ nòng 45 ly, 42 ly hả? 45. Bốn nòng 45 ly. Đây đây. 73 cc. Đây mình test máy nổ thử coi. Trời ơi, giờ không nổi không nổi ơi, nặng quá. Nặng quá nặng. Doman D120, D120 ốc 7 màu đây, những ốc còn 7 màu hết, hàng Get Money nha, chứ không phải là hàng Trung Quốc hay là hàng Đài Loan hay gì hết, hàng chính tông của Đức. Nhìn cái bô lửa nó nè, đó. Chưa có một gram khói. Cái hầm gồng này không phải của nó, hầm gồng 381, hàng này hàng khách tay, mình đi về mình đi bay về người ta không cho mình lấy cái hầm gồng về. Đây cái nòng ở đây, cái nòng chưa có chạy nha, nếu mà chạy là nó trắng, nó đen, nó vàng nha. Cái nòng này chưa có gắm khối nha, nè nha anh em, nhìn nó ở trong cái găng nòng, ở trong cái nòng luôn á, trắng như tờ giấy. Đây cái chuông, đây chuông này là chuông hợp kim luôn nha, trái khế này là trái khế hợp kim, mình bao cho chạy 100 sợi trên, nếu hư bình thường cho cái máy khác luôn. Đây D120 giống cái mã số bên cái chụp trực bên kia. Đây số seri đây, nó số ghi mình khỏi đọc luôn đi, mình già rồi con mắt không thấy đường, phải mang kính. Rồi tem 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 7 màu, tem chơi ấy 7 màu đây. Tem giấy 7 màu đây. Đó. Còn đây đầy đủ hết trơn, số seri mà hết trơn. Con máy này mình gọi là con máy hoa hậu. Sản xuất cũng trên 10 năm rồi nhưng mà con máy này chưa đổ xăng, về Việt Nam mình cũng mới đổ xăng để mình test. Bây giờ mình đổ xăng này, mình test cho anh em xem nè. Hơi nặng đó nha, giật hơi nặng đó. Công suất của nó 61 cc. Đó. Nó nặng, công suất nó chạy 6 kg 4. Nòng thì cũng 6 mấy cc là biết rồi. 381 là nếu mà ép công suất ép mà nếu 381 mà cứ đôi với con này thì bông 381 không thể nào theo kịp đó. Hàng của Đức gạch mà đi thiệt mà. Này nó hơi nặng em, này hơi nè. Rồi thôi cũng nổi luôn. Hơi nè, xách cho anh em coi luôn nè. À.
Thấy không? Là có máy hư rồi. Đó. Thôi gọi là hoa hậu mà. Đó, giật lại thử nhẹ cái nổ. Giật lại thử mà thử giật gan dây ra. Nè, trời ơi. Giật không nổi. Trời ơi. Là em đủ hiểu cái máy đẳng cấp cái nào rồi, đồng Xiaomi bạc nó đẳng cấp cái nào rồi. Đây, con này là con Shadowman nữa đây, 133. Con này ngoại hình thì không được đẹp, bị bong chóc tầng lum. Mình làm lại thí nghiệm thử cái bô hơi ở ngoài to, nhưng mà ở trong ngay cái miệng bô, ngay cái miệng bít tông là mình chừa cái lỗ đúng 10 ly, 8 ly thôi. Đó. Con máy này nếu mà anh em mà nói chân tình, bít tông mà không đẹp, trắng như tờ giấy quyến mà không còn sọc ngang là mình cho luôn con máy này. Nhưng mà con máy này công suất của nó lớn à, 80cc lận á, bít tông là lớn á. Nó nặng hơn 381, khoảng 1kg. Mà 133 nó mạnh lắm. 120 đã mạnh hơn 381 rồi, được 133 thì không có cửa nào. Rồi đây, mình test thử ra nổ luôn. Nặng lắm, chứ không nổi đâu. Em ơi, con máy này nặng dữ lắm, nặng giật á, hơi nè, nè anh em nhìn hơi nè, đó, đó anh em nhìn qua hơi con máy, đó, đó thấy chưa, đó anh em nhìn này đó, mình lấy hàng máy chất lượng không, máy không chất lượng là mình không có lấy, đó. Anh em giật lại cho anh em nghe nè, trời ơi, trời. Ghê lắm. Shadowman. Con này nội thất của nó đẹp như trong thùng, nhưng mà ngoại thất nó mất cái tem, dây giật vẫn còn zin, mất tem 7 màu rồi, đang buồn. Đây đó, nồng trắng tốt, mất tem 7 màu. Mình gớt giá con này gì, gớt lên hơn cái con hoa hậu hồi nãy là 3 triệu, gớt xuống 3 triệu. Anh em nào được thì hợp lệ gì, gì công việc thì điện cho mình. Đây con 120 thì công suất bằng cái con hoa hậu hồi nãy, công suất nó cũng là 6 mấy cc luôn. Được thử rồi, hơi nặng lắm. Đó, nói chân tình như thế. Nặng lắm. Rồi. Được không nổi luôn. Mạnh coi. Đó. Ngoại hình cái xấu mình nó nổi con em luôn. Đồng bạc cái tông bao đẹp.
Đó. Rồi giật lại nè. Ra tay hơi nhỏ. Đó. Ok chưa? Anh em nào thích thì alo cho mình. Sao có ai chụp hình vậy? Có, cậu có quay mà. Đây, mình dặn Ganti lên tí, mình test lại cho anh em nghe nè. Nè. Đây, Ganti nó hơi bé. Đó. Rồi, dặn ra đi lên lại cho bà con nha, cho em nghe nha, đó. Đây luôn đó. Con chết thì hiểu thì không biết. Nãy cho để ra đi nhỏ quá, nó tắt. Rồi ba dặn là để trong video chỉnh luôn cho bà con. Và anh em là cái còn alo mình có máy là mình nhẹ, bán nhẹ hơn con hoa hậu hồi nãy là 3 triệu. Đục xuống giá 3 triệu luôn, rẻ hơn á, đăng công khai con máy này luôn, ngoại thất hơi bị, nội thất hơi bị đẹp, ngoại thất xấu, bán luôn 4.500.000. Con máy kia mình giá nó đôi, giá gấp đôi lần. Anh đi xong rồi tắt giật lại nhẹ cho anh em coi nổ không. Trời ơi, nặng lắm.